Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi một số tin tức và quan điểm cập nhật từ cộng đồng PineWork Việt Nam ngày hôm nay. Private 2 sẽ sớm diễn ra và nhiều công ty được mời tham gia trước Mainnet mở. Danh sách các quốc gia chấp nhận Pcoin. Một quan điểm về phí giao dịch Pcoin hiện tại và khi mạng mở. Sau Open Mainnet có còn khai thác miễn phí không? Chúc mừng tất cả những người tiên phong, cánh cửa mạng lưới mở đang ở ngay trước mắt. Quan hệ đối tác chiến lược mở ra cánh cửa cho mạng Pi trước khi ra mắt Mainnet rất được mong đợi. Bên cạnh giá trị đồng thuận toàn cầu GCV. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì mạng xã hội X của Pinework và đồng tiền lớn thứ hai thế giới là Ethereum đều có cùng số lượng người theo dõi. Như cô nói trong ngành crypto, cộng đồng là xương sống của bất kỳ dự án nào. Một dự án dù tốt đến đâu cũng sẽ thất bại nếu không có cộng đồng. Mạng Pi hiện tại đã đạt lượng follow là 3 triệu 400 000 người đăng ký theo dõi. Và đồng Ethereum cũng đạt 3 triệu 400 000 người theo dõi thưa quý vị tiến sĩ nicolas cocalit đã từng nói chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng tương tự như sự ra đời của internet lúc đầu ít người hiểu được nó nhưng bây giờ không thể tồn tại nếu không có nó tiến sĩ nicolas cocalit lễ hội pifet thứ hai sẽ sớm diễn ra và nhiều công ty được mời tham gia và đăng ký bằng map of pi. Mọi thứ sẽ diễn ra trực tiếp. Pi lần này sẽ rất hấp dẫn và nên được công khai. Chúng tôi mong đợi sẽ thấy những công ty rất lớn tham gia. Như nội dung trước đây Pico Team đã thông báo và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia. Hãy thêm doanh nghiệp của bạn vào bản đồ Pi. Cảm ơn bạn đã điền vào mẫu khảo sát đối tác với Pi. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với bạn rằng sẽ sớm có sự kiện Pi Fest thứ hai và doanh nghiệp của bạn được mời tham gia nhóm đăng ký đầu tiên. Tiếp nối thành công của Pi Fest vào tháng 12 năm ngoái, sự kiện này sẽ một lần nữa giới thiệu ứng dụng thực tế hàng ngày của Pi trong thương mại địa phương và chúng tôi rất vui mừng khi chia sẻ rằng sự kiện này sẽ được hỗ trợ bởi một trong những ứng dụng chiến thắng PiComac Hk thông Map of Pi. Nếu bạn có một doanh nghiệp địa phương đã tích hợp Pi vào hoạt động của mình, bạn được mời tham gia và đăng ký bằng Map of Pi. Trong sự kiện Pioneer sẽ sử dụng ứng dụng này để khám phá và ghé thăm các doanh nghiệp chấp nhận Pi trong khu vực của họ. Như vậy chúng ta thấy Pico team đã làm công tác thúc đẩy thương mại là tạo ra lễ hội Pi thứ hai dành cho các doanh nghiệp tham gia trước Mainnet mở tạo ra giá trị cho Pi trước khi công bố Open Mainnet. Một thông tin được chia sẻ trong cộng đồng Pinigook Việt Nam, một danh sách các quốc gia chấp nhận đồng Pi ở đây là danh sách các quốc gia đã chấp nhận Pi là tiền tệ chính thức và hợp pháp cho các sàn giao dịch quốc tế của họ và đã ký kết thỏa thuận chính thức với Pi Network. Các chi nhánh chính của cơ quan sẽ được mở tại các quốc gia này. TNP sẽ tham gia tích cực cho kinh tế thế giới tương lai cận kề. Ở đây chúng ta thấy danh sách có 20 quốc gia. Thứ nhất là Mỹ, hai là United Kingdom, thứ ba là Australia, thứ ba là Germany, thứ năm là Canada, thứ sáu là Lebanon, thứ bảy là Pháp, thứ tám là Iraq, thứ 9 là Ấn Độ, thứ 10 Đan Mạch, thứ 11 Iran. Mercedes-Benz chấp nhận khách hàng thuê hoặc mua xe của mình bằng tiền điện tử như XRP, Bitcoin bởi hệ thống FCF Pay. Nhưng FCF Pay lại tích hợp Bitcoin và nền tảng thanh toán tiền điện tử của mình. Như vậy đồng nghĩa với việc Mercedes-Benz chấp nhận đồng Bitcoin. Chúng ta cùng nghe một quan điểm được chia sẻ về vấn đề phí ga trên Pinnacle là gì? Phí phát sinh để xác thực giao dịch trên blockchain giữa người gửi và người nhận. Để bạn biết phí ga Pi là cố định 0.01 Pi cho mỗi giao dịch không phải là điều chỉnh 0,01% Pi của mỗi giá trị giao dịch đã thỏa thuận. Tại sao Pinnacle lại áp dụng mức phí giao dịch cố định tức là phí ga là 0,01 pi. Đối với dự án Pennyworth Mega liên quan đến vai trò lớn của cộng đồng và giá trị đồng tiền của dự án được quyết định bởi cộng đồng. Phí ga là 0,01 pi là mức phí chuẩn nhất. Về mặt logic, giá trị của nó chỉ nhỏ hơn 100 lần so với giá trị của 1 pi. Bất kể giá trị pi nào được thỏa thuận giữa người gửi và người nhận mặc dù hiện tại có nhiều giao dịch có giá trị nhỏ hơn nhiều so với phí ga. Phí ga hiện tại có phản ánh giá trị chính thức của Pi sẽ được thiết lập không? Không, phí ga chính thức sẽ được thiết lập sau khi giá trị chính thức của Pi được biết đến. Lợi ích chính của phí giao dịch trên mạng Pi là gì? Dành cho phí bảo trì mạng blockchain, để thưởng cho người dùng nốt và phần thưởng cho nhà phát triển, chủ dự án để ngăn chặn các giao dịch spam với phí ga mọi giao dịch diễn ra đều là giao dịch thực dựa trên thỏa thuận của người gửi và người nhận bất kể sự bất cần của pioneer có mật khẩu ví bị đánh cắp phí ga có tiếp tục thay đổi trong tương lai không tất cả phụ thuộc vào nhà phát triển dự án phí này sẽ được điều chỉnh theo chi phí phát sinh cho việc bảo trì mạng mật độ giao dịch trên blockchain và số lượng người dùng tham gia Thứ nhất, giá trị của một pi bằng GCV 314.159 đô và bạn có 10 pi. Khi bạn mua một món đồ với giá 100 đô la 0.0003 pi thì bạn sẽ phải trả 0.0003 pi cộng phí va là cộng phí ga là 0.01 pi bằng 0.0103 pi. Số pi còn lại của bạn là 10 pi trừ 0,0103 pi bằng 9,9897 pi. Tức là phí ga sẽ đắt hơn giá của một món đồ. Giá trị của một pi bằng 100 đô la chẳng hạn và bạn có 10 pi khi bạn mua một món đồ với giá 100 đô la. Một pi bạn sẽ phải trả một pi cộng phí ga là 0,01 pi bằng 1,01 pi. Số pi còn lại của bạn là 10 pi trừ 1,01 pi bằng 8,99 pi. Phí ga có vẻ phù hợp với giá của món đồ. Nhưng số pi còn lại của bạn ít hơn nhiều. Bạn chọn giao dịch nào? Tôi sẽ chọn A, tức là giá trị GCV 314159. Tôi đã giải thích minh họa này nhiều lần trong các bài viết trước, một số người hoài nghi về GCV cho rằng minh họa A sẽ khiến các nhà giao dịch thua lỗ. Như tôi đã giải thích trước đó, đây là giai đoạn mainnet khép kín. Mọi chi phí có thể là phí ga, phí KEC và các loại khác sẽ được điều chỉnh sau khi giá trị Pi được thiết lập. Ngay cả hệ thống khai thác cũng sẽ được điều chỉnh sau khi chúng ta chuyển sang mạng mở. Pi quốc là vua. Một lần nữa tôi nói rằng Pi sẽ thay đổi trật tự kinh tế thế giới. Thời gian sẽ chứng minh điều đó vua có vị trí và giá trị rất cao. Hãy giữ vững ngọn lửa của mình, các anh hùng GCV. Một câu hỏi đặt ra là khi Open Minet, dự án sẽ còn cho khai thác Pi miễn phí hay không? Câu trả lời là không. Cơ chế điều chỉnh sẽ về không. Dự án tập trung cho người tham gia chạy nốt xây dựng một hệ thống mạng lưới mạnh, tổng cung còn lại khai thác cho hàng trăm năm. Mục tiêu là xây dựng một mạng lưới vững mạnh, tập trung vào việc chạy nốt và phát triển hạ tầng. Giai đoạn đầu của dự án chủ yếu là lấy cộng đồng nên sẽ miễn phí tầm 15 đến 20 tỷ pi. Giống như chúng ta là người đi đầu tiên phong cho dự án, làm việc cùng dự án khi đang trong giai đoạn phát triển. Đây là quan điểm cá nhân, còn công bố chính thức của Pico Team thì chưa có thông tin gì. Chúng ta cùng chờ đợi về việc này. Xin chúc mừng tất cả những người tiên phong, cánh cửa mạng lưới mở đang ở ngay trước mắt. Tuần này tràn ngập những tin tức đáng khích lệ về tiến trình của mạng lưới hướng tới Open Minet vào cuối năm 2024. Tôi sẽ tóm tắt một số tin tức quan trọng như sau. Co team đã tạo ra một ví doanh nghiệp, ví này nhằm mục đích cho phép mỗi công ty, tổ chức và cơ quan được tích hợp vào mạng lưới Pi phát hành và quản lý tài sản của riêng mình như một cách minh bạch và đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện đều tuân thủ các thủ tục và không có gian lận và rửa tiền. Co team đang thử nghiệm tích hợp Pi và một số loại tiền tệ fiat trên thế giới trên Testnet 2. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Pi sẽ là trung tâm của các giao dịch kinh tế. Điều đó có nghĩa là Pi sẽ là một loại tiền tệ toàn cầu. Hội nghị Thường niên Meridian 2024, 15 đến 17 tháng 10 năm 2024 do Stella Development Foundation tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là cơ hội để kết nối với các nhà phát triển, nhà sáng lập, doanh nhân, nhà hoạch định chính sách và nhà lãnh đạo đang sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra sự khác biệt thực sự trong việc chuyển đổi các dịch vụ tài chính hàng ngày. Trong sự kiện, Stellar đã chính thức công bố quan hệ đối tác mới với Mastercard để tích hợp các giải pháp crypto credential của công ty với Stellar Network. Mastercard Crypto Credential là dịch vụ cho phép người dùng gửi và nhận tiền điện tử bằng các bí danh dễ nhận biết qua email, số điện thoại, mạng xã hội, vân vân, thay thế các địa chỉ blockchain phức tạp. Hội nghị tràn ngập mã màu tím tại bữa tối gala, màu sắc tự hào của Periwick. Đây là dấu hiệu cho thấy các loại tiền điện tử hàng đầu thế giới đã được tích hợp vào Periwick với Stella là cầu nối. Tin đáng khích lệ nhất là nốt phiên bản 0.5 vừa được phát hành xác nhận rằng OpenMenet sớm ra mắt. Các nút là trái tim của hệ thống phi tập trung Periwick trong tương lai hoạt động của các nút sẽ diễn ra trên Testnet 2. Các nhà tiên phong và nhà phát triển ứng dụng sẽ tiếp tục chạy như thường lệ trên Testnet mà không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào như thường lệ. Điều này giúp quá trình chuyển đổi Open Mainnet dễ dàng hơn nữa vì môi trường Testnet 2 tương đương với môi trường Mainnet. Bản phát hành này giống như một giai đoạn thích ứng để nốt 0.5 trải nghiệm môi trường Mainnet. Hơn 200.000 nút sẽ giải phóng tiềm năng của chúng để mang lại lợi ích cho tất cả các nhà tiên phong và trên toàn thế giới. Quan hệ đối tác chiến lược mở ra cánh cửa cho mạng Pi trước khi ra mắt Menet rất được mong đợi, bên cạnh giá trị đồng thuận toàn cầu GCV. Xin chào tất cả mọi người, tôi hy vọng bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và tích cực Quốc đang mở ra cánh cửa cho các mối quan hệ đối tác chiến lược trước khi ra mắt men rất được mong đợi khi pin Quốc chuẩn bị cho sự kiện ra mắt này dự án tạo cơ hội duy nhất cho các doanh nghiệp và dịch vụ tiền điện tử cộng tác với hệ sinh thái ngày càng phát triển của nó với hơn 60 triệu người Tiên phong tích cực tham gia trên toàn thế giới hỗ trợ gcv trong quan hệ đối tác chiến lược Giá trị đồng thuận toàn cầu GCV đóng vai trò là cầu nối giữa Pinewood và các đối tác chiến lược, giúp tạo ra giá trị rõ ràng và nhất quán cho Pi khi nó hướng tới thương mại hóa toàn cầu. Việc các đối tác chiến lược chấp nhận và tuân thủ GCV không chỉ hỗ trợ cho sự phát triển của Pi, mà còn là bước đi vững chắc để bảo vệ giá trị của tài sản kỹ thuật số này trước những biến động kinh tế toàn cầu. Tại sao GCV lại quan trọng? GCV giúp thiết lập giá trị rõ ràng cho Pi, giảm sự biến động giá không cần thiết và cung cấp chuẩn mực cho các giao dịch. Khi các doanh nghiệp sử dụng GCV, họ có thể dễ dàng dự đoán và quản lý tài sản kỹ thuật số của mình hơn mà không phải lo lắng về sự biến động giá lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hoặc đầu tư của họ. Với GCV được đặt ở mức 1 pi là 314.159 đô la. Trong quá trình giao dịch dịch vụ và hàng hóa, các đối tác chiến lược có thể yên tâm rằng giá trị của Pi sẽ được duy trì và tiếp tục phát triển mạnh trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu. Lợi ích của việc hỗ trợ GCV cho đối tác Xây dựng niềm tin Khi các đối tác chiến lược quyết định hỗ trợ và chấp nhận GCV, họ không chỉ tạo dựng niềm tin với cộng đồng người dùng Pinnacle đông đảo mà còn với các đối tác khác. Một hệ sinh thái có giá trị ổn định luôn thu hút các nhà đầu tư và người dùng lâu dài giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ GCV cũng giúp các đối tác giảm thiểu rủi ro khi Pi tham gia thị trường met. Bằng cách duy trì giá trị GCV trong các giao dịch, doanh nghiệp có thể tránh được những biến động giá không kiểm soát được. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào đang tìm kiếm sự ổn định và tăng trưởng bền vững. Xây dựng một tương lai bền vững, GCV tạo điều kiện cho Pi biến thành tài sản bền vững trong thế giới tiền điện tử. Việc duy trì giá trị 1 pi bằng 314159 không chỉ là một con số mà là cam kết của cộng đồng toàn cầu nhằm bảo vệ giá trị thực sự của pi. Khi các doanh nghiệp tích cực tham gia vào hệ sinh thái GCV, họ sẽ giúp tạo ra nền tảng tài chính ổn định và minh bạch, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho cả Pinwork và các doanh nghiệp đối tác. GCV động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Peringo không chỉ là một mạng tiền điện tử thông thường, đó là một hệ sinh thái trong đó GCV đóng vai trò then chốt trong sự phát triển. Khi các đối tác chọn sử dụng Pi ở mức giá GCV, họ không chỉ đảm bảo được lợi ích trước mắt mà còn góp phần xây dựng một tương lai tài chính phi tập trung. Các giao dịch sử dụng Pi tại GCV sẽ tạo tiền lệ để các đối tác khác thấy được lợi ích của việc áp dụng giá trị cao của Pi. Từ đó tạo ra làn sóng hợp tác chiến lược lan rộng trên toàn cầu. Các doanh nghiệp chấp nhận GCV trong giao dịch với Pi sẽ không chỉ có quyền truy cập vào nhóm người dùng tiềm năng rộng lớn mà còn tự khẳng định mình là đối tác tiên phong hỗ trợ giá trị kinh tế mới cho tương lai. Khi GCV được các doanh nghiệp sử dụng và triển khai trong thực tế, Pi sẽ không chỉ là một loại tiền điện tử mà còn trở thành một phương tiện trao đổi mạnh mẽ và đáng tin cậy.